Ông khuyên bố gắng về phường trong lần bạo bệnh có tôi bên giường, đó là trách nhiệm chính quyền trao con. Bố vợ của bố một đời có công cách mạng ơn đảng trong tim. Dù ông bệnh nặng vẫn tìm lời hay lẽ đảng ông dạy bố thân. Ngày con còn trẻ đã đành góp bao sáng kiến dựng nhà máy nên xi măng ở tận núi Dê có công con rể bố luôn tự hào. Nò đứng cho đến nò nghiêng phụ gia nghiên cứu nanh ke cũng thành. Ngày đó con sáng kiến nhanh làm ra nhiều tấn xi măng nội địa. Ngày đó chỉ có Hải Phòng xi măng Cẩm Phả nội địa công con có công đã được. Con đã được thưởng đồng tiền sáng kiến con thương vợ nhiều dựng nên mái ấp to đẹp. Nhất thì nơi đó tự hào bố thân, ông khuyên bố đã nghe lời nhạc phụ của bố không phụ lòng dân. Kỹ sư xây dựng có tài, có tâm, có đức, nghị lực bằng ai. Đúng đường tuy vẫn có gai, vậy mà công cộng sự nề nang, kính trọng. Có người quý chẳng người không, bao năm cống hiến việc công sức cạn, nắng mưa, gió bão gian nan. Cả đêm bão tố một lòng thương dân, đèn pin mũ ủng áo mưa, bố đi làm đến nửa đêm mới về, nước chảy khe ấy lũ về, bố cùng cộng sự vì dân một đời. Nồng dân sức nở ngợi, nức nở ngợi ca, cảm ơn công bố dựng phường Cẩm Sơn. Mặc dù vẫn có bạc ơn với bố với mẹ, mẹ luôn giàu tình. Bố đi làm nhé ca hai, nửa đêm mới về, có thể ca ba, ở nhà con nhớ hái chè, cốc nước xanh màu, chè xanh ngoại trồng. Bố tôi bị bệnh dạ dày, nghẹ vàng, phơi dã đầy nong viên nại, bố đem trộn với mật ong. Nhờ công của mẹ chuyên môn ngành dược, dạy con bố vẫn chuyên tâm toán hình đại số lượng giác chuyên sâu. Bố luôn ghi nhớ từng lời thầy cô dạy bố sau này dạy con. Đến nay các cháu vẫn được bố thân dạy dài.